Kính thưa quý thầy cô, chủ tịch đoàn, kính thưa quý thầy cô, các bạn đồng nghiệp. Sau đây em xin trình bày một bài ung thư phổi và liệu pháp miễn dịch. Về tình hình ung thư nói chung và ung thư phổi nói riêng cũng đã được các báo cáo của thầy Thắng và tiến sĩ Lê Hoàn. Ung thư phổi là ung thư nói đã là một gánh nặng trên toàn cầu cũng như Việt Nam. Tỷ lệ Việt Nam nằm trong những nhóm quốc gia có các bệnh nhân mắc ung thư phổi, tỷ lệ mới mắc và tỷ lệ tử vong rất là cao. Nguyên nhân có thể là do là việc chẩn đoán muộn. Những bệnh nhân được chẩn đoán ung thư phổi thường là ở giai đoạn tiến xa, giai đoạn 3B và giai đoạn 4, dẫn đến là thời gian sống thêm cũng như là chất lượng cuộc sống giảm đáng kể. Sự phát triển của y học, sinh học phân tử đưa ra các phương pháp chẩn đoán điều trị mới nhằm cải thiện thời gian sống thêm cũng như chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, như trong bài tiến sĩ của Lê Hoàn, đó là trong điều trị đích. Tuy nhiên, tỷ lệ xuất hiện các gen đột biến trên bệnh nhân là tương đối thấp, khoảng dưới 50%, do đó phát triển của điều trị miễn dịch sinh học nhằm thay thế, đóng góp thêm trong quá trình điều trị ở bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn tiến xa. Các phương pháp điều trị miễn dịch trước đây tập trung vào các phương pháp điều trị miễn dịch không đặc hiệu nhằm nâng cao cái tình trạng khả năng miễn dịch nói chung của cơ thể và bổ sung các đại thực bào, các cytokine, interferon gamma, TNF alpha cũng như là các vaccine điều trị các virus gây ung thư giống như HPV, HCV. Các biện pháp điều trị miễn dịch hiện nay thì tập trung vào miễn dịch đặc hiệu, đó là bổ sung các tế bào miễn dịch biến đổi, đó là các tế bào NK hoạt hóa, các tế bào lympho mang thụ thể kháng nguyên khả CAT và các bổ sung các kháng thể đơn dòng đánh vào các quá trình ức chế điểm miễn dịch trên PD-L1 hoặc là CTLA-4. Trong bài này chúng tôi tập trung vào các thuốc đánh vào kháng thể đơn dòng đánh vào các quá trình ức chế miễn dịch, đó là CTLA-4 hoặc con đường PD-L1. Cơ chế điều hòa miễn dịch thông qua điểm kiểm soát miễn dịch PD-L1. PD-L1 là một thụ thể điều hòa ức chế biểu hiện chủ yếu trên bề mặt lympho T đã hoạt hóa. Các phối tử PD-L1 và PD-L2 có ở tế bào ung thư khi gắn với thụ thể PD-L1 sẽ ức chế hoạt động chức năng của cái tế bào lympho hoạt hóa. Những tế bào ung thư và đại thực bào biểu hiện PD-L1 gây ức chế sự giám sát miễn dịch, qua đó tạo điều kiện cho khối u phát triển. Các thuốc đánh vào con đường ức chế điểm kiểm soát miễn dịch đã được phê duyệt FDA và NCCN phê duyệt, đó là thuốc ức chế PD-L1 gồm có nivolumab, pembrolizumab, ức chế phối tử PD-L1 có atezolizumab, durvalumab, avelumab, ức chế thụ thể CTLA-4 thì có ipilimumab và chelimumab. Thứ hai, em xin báo cáo các khuyến cáo và thử nghiệm lâm sàng áp dụng điều trị liệu pháp miễn dịch ức chế con đường PD-L1 và PD-L1. Đầu tiên là việc ứng dụng trong điều trị bước 1 ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa. Điều trị đơn trị liệu, đó là lợi ích của kháng PD-L1 và PD-L1 đơn trị so với các hóa trị chuẩn trong điều trị bước 1 ung thư phổi không tế bào nhỏ với tỷ lệ biểu hiện PD-L1 ở mức cao trên 50%. Đầu tiên là nghiên cứu KEYNOTE-24, nghiên cứu so sánh pembrolizumab với hóa trị, bộ đôi hóa trị có platinum. Đây là một nghiên cứu đa trung tâm nhãn mở ở những bệnh nhân ung thư phổi di căn xa, trước đây chưa được điều trị, có biểu lộ PD-L1 ở mức cao. Phân làm hai nhóm, nhóm điều trị đơn trị pembrolizumab và nhóm phối hợp điều trị phác đồ cơ bản. Về kết quả thì nhóm điều trị bằng pembrolizumab đơn liệu có thời gian sống thêm mà không biểu hiện bệnh là 10,3 tháng, lợi vượt trội hơn hẳn so với nhóm điều trị hóa trị đơn thuần. Thời gian trung vị thời gian sống thêm toàn bộ ở nhóm điều trị đơn trị liệu pembrolizumab là 30 tháng so với 14,2 tháng của nhóm điều trị hóa trị. Một nghiên cứu thứ hai, đó là nghiên cứu IMPOWER 110 về điều trị của atezolizumab, là một thuốc kháng thể, là một kháng thể đơn dòng đánh vào phối tử PD-L1. Thiết kế tương tự như thiết kế của KEYNOTE-24, thì đây là một sử dụng đơn trị liệu atezolizumab đối chiếu với nhóm điều trị hóa trị đơn thuần có platinum cho một kết quả tương tự khi kéo dài cái thời gian sống thêm trung vị là 20,2 tháng so với 13,1 tháng của
hóa trị có platinum. Và đây là khuyến cáo của NCCN trong điều trị ung thư phổi bước 1. Những bệnh nhân có tỷ lệ biểu hiện PD-L1 ở trên 50% và không có các đột biến EGFA, ALK hoặc ROS hoặc là MET. Đây là một khuyến cáo điều trị bước đầu, ưu tiên là pembrolizumab và atezolizumab ở cả bệnh nhân ung thư phổi tế bào tuyến hoặc là tế bào vẩy. Tiếp theo là lợi ích của các thuốc kháng PD-1 hoặc PD-L1 phối hợp với hóa trị trong điều trị ung thư phổi bước 1, bất kể tỷ lệ biểu hiện của PD-L1. Chúng ta có các nghiên cứu, đó là KEYNOTE-189, nghiên cứu trên phối hợp giữa pembrolizumab với hóa trị có platinum so với nhóm điều trị hóa trị đơn thuần. Đối với cả quần thể nghiên cứu thì khi phối hợp thêm pembrolizumab thì trung vị là sống thêm là 22 tháng so với 10,7 tháng của hóa trị không có pembrolizumab. Và lợi ích này thì lợi ích của pembrolizumab biểu hiện ở tất cả các subtype có tỷ lệ biểu hiện, kể cả mức biểu hiện dưới 1% hoặc là mức biểu hiện từ 1 đến 49%, và đặc biệt là trên nhóm biểu hiện trên 50% thì đều có lợi ích so với nhóm hóa trị đơn thuần. Một nghiên cứu tiếp theo cũng tương tự, đó là của atezolizumab, nghiên cứu Empower 130 cũng cho một kết quả tương tự. Và NCCN đã khuyến cáo đối với những bệnh nhân mà có ung thư phổi giai đoạn tiến xa, PD-L1 biểu lộ từ 1 đến 49% thì các phác đồ first line, nghĩa bước đầu, ưu tiên đó là pembrolizumab kết hợp với carboplatin và pemetrexed, hoặc là hóa trị bộ 4 là carboplatin, paclitaxel và bevacizumab kết hợp với atezolizumab. Còn đối với tế bào vẩy thì ưu tiên đó là carboplatin kết hợp với albumin bound, paclitaxel và pembrolizumab. Thứ hai là các lợi ích của kháng PD-L1 hoặc PD-L1 trong điều trị bước 2. Thì trên nghiên cứu WAC của nghiên cứu về atezolizumab kết hợp đơn trị liệu so với ánh sánh với điều trị duy trì bằng docetaxel, thì atezolizumab cũng kết quả thì thời gian trung vị sống thêm toàn bộ thời gian trung vị thời gian sống toàn bộ của nhóm bệnh nhân điều trị atezolizumab là 13,8 tháng so với nhóm docetaxel là 9,6 tháng. Và phân tích dưới nhóm ở các biểu hiện ở cái mức độ tỷ lệ biểu hiện của PD-L1, đây là không có mức độ biểu hiện TC0, hoặc là các nhóm mức độ biểu hiện thấp đến cao thì đều có lợi ích ưu thế so với nhóm điều trị docetaxel duy trì biểu hiện bằng trung vị của thời gian sống thêm toàn bộ. Tương tự như vậy, đó là nghiên cứu KEYNOTE-10, nghiên cứu pha 3 của pembrolizumab so sánh với docetaxel trong điều trị duy trì. Và những cái lợi ích này thì đều đạt được ở trong các nhóm mà có biểu lộ tỷ lệ biểu lộ PD-L1 ở mức thấp cũng như là mức cao đều có giá trị ý nghĩa. Và khuyến cáo của NCCN năm 2020 đối với những bệnh nhân điều trị bước 2, đó là ưu tiên điều trị bằng pembrolizumab hoặc atezolizumab hoặc nivolumab đơn thuần so với docetaxel trước đây. Và đây, tiếp theo là đến điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn lan rộng, thì khuyến một số lợi ích khi áp dụng bổ sung các thuốc kháng PD-L1 trong điều trị bước 1. Đó là nghiên cứu Empower 133 khi kết hợp atezolizumab với phác đồ hóa trị điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ bước 1, carboplatin và etoposit. Thì thời gian trung vị, thời gian sống thêm ở nhóm bệnh nhân có kết hợp atezolizumab là 12,3 tháng so với nhóm điều trị hóa trị đơn thuần là 10,3 tháng. Và lợi ích đạt được đều xuất hiện ở các nhóm dưới nhóm mà tỷ lệ biểu hiện thấp dưới 1% cũng như là nhóm trên 5%. Và khuyến cáo của NCCN điều trị bước 1 đối với ung thư tế bào nhỏ giai đoạn lan rộng, đó là kết hợp carboplatin, etoposit và atezolizumab. Thứ hai là liệu pháp miễn dịch sử dụng các tế bào miễn dịch biến đổi. Thì hiện nay
bắt đầu ứng dụng các tế bào lympho mang thụ thể kháng nguyên khả, thì cơ chế sử dụng đó là khi người ta chiết tách các tế bào bạch cầu ở trong máu ngoại vi, và sẽ các tế bào bạch cầu này sẽ được làm giàu lây nhiễm các vector virus mang gen mã hóa cho các kháng nguyên thụ thể khả. Các tế bào lympho sau khi tích hợp các thụ thể kháng nguyên khả sẽ được nuôi cấy tăng sinh, trước cho đó sẽ truyền vào cho cơ thể người bệnh, giúp cho hệ thống miễn dịch lympho của người bệnh tăng khả năng nhận biết, tăng khả năng tiêu diệt tế bào ung thư. Tuy nhiên, các nghiên cứu về kháng nguyên thụ thể kháng nguyên khảm này vẫn đang nằm trong các nghiên cứu pha 2, pha 3, hoặc là FDA mới chỉ cấp phép cho điều trị trong một số ung thư tế bào máu, còn trong ung thư phổi thì chưa có nghiên cứu được công bố. Sau bài báo cáo xin kết luận, liệu pháp miễn dịch là một trong những biện pháp điều trị mới có điều trị hiệu quả đối với ung thư phổi. Trong đó, các kháng thể đơn dòng ức chế điểm kiểm soát miễn dịch PD-1, PD-L1 và CTLA-4 đã được áp dụng trên thực tế và đã được đưa vào các khuyến cáo của quốc tế. Còn việc sử dụng các tế bào miễn dịch biến đổi kháng nguyên thụ thể kháng nguyên khảm, các tế bào LK hoạt hóa thì vẫn đang trong nghiên cứu và mở ra hướng điều trị trong tương lai. Sau đây bài báo cáo em xin hết. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe quý thầy cô, các bạn đồng nghiệp.